BDD quyết định là như thế nào đây, bắt ngược trở lại đến từ vị trí của BDD, tốc biến vào cỏ thoát tầm nhìn và sau đó thì phản công ngược trở lại. Gói chất nổ đưa ra nó hơi mù mắt, băng địa chấn cũng vậy, sọp vòng ra phía sau trụ và sau đó thì sọp đâm thẳng vào, chốc biến được dùng để rút lui đến từ cả Brom lẫn cả vị trí của Keen nữa, nhưng cuối cùng thì Keen vẫn phải lên bảng. Ây da, kèo dây Lucian với cả Keen nghe có vẻ hơi... Kèo này tôi nghĩ là sọc cần tác động rồi. Lucian vẫn kèo trên nhưng mà Keen đánh dây thì hơi... Keen đánh dây thì hơi bị căng thẳng. Team sọc di chuyển cắm mắt được hai mắt ở tại bùa xanh nhà đối phương. Và sẽ là tình huống Blitzcrank đứng đây để kéo vị trí của Chovy. Ây da, đổi tốc biến như thế này là như nào đây? Ý gì đây? Châu Vi lại chơi game rồi. Bằng sống lưng nữa rồi hả? What? Trao đổi thế là lời rồi anh em ạ, trao đổi lời rồi anh em ơi. Cánh dưới đang có đánh nhau ạ. Tôi thấy con Brom đang đánh cực kỳ hổ báo và tứ kiệt sức. Và chiến công đầu luôn, đã dích không có heal ạ. Đi luôn, ông able rồi. Bấm bình lên ông ơi. Lee Sin sẵn sàng trong tiếng counter gank ở đây. Nhưng mà đánh hoa xoay sáng bị lộ luôn. Sọp di chuyển cắm mắt, sóng âm đã xịt. Sọp có ý định rồi sát thương và một con ra không flat. Chắc chắn sẽ là như vậy rồi, tốc biến đổi góc rất nhanh đến từ BDD. Sọp nhặt xác của Rai, sau đó thì trưởng EQ đốc quy. Sát thương không đủ đến từ Sọp, sau đó thì quăng té. Ôi, trước level 6 EQ sát thương là đánh tay không đủ rồi. Đen tới giờ trước level 6 không có chiêu cuối các bạn ơi. Nếu như đó là level 6 thì sẽ được reset chiêu cuối đường trên 1v1. Kim băng thẳng và va chạm với Rascal, bấm bình lên cả hai. Có TP cover đến từ Silas của BDD, TP cover đến từ Chovy. Có thêm tình huống di chuyển đến từ cả bộ đôi support cũng như dừng lên khu cánh trên nữa. Ôi, con Brom ram sớm thế, con Brom ram mắc sớm luôn, nhưng con Brom ăn hai mạng, à nhầm hai bùa. Brom ăn hai bùa anh em ơi. Khoảng trống được tạo ra dành cho Able để đi ram, một tiếng làm trái đến từ Sọp. Able đấm móc lên và sau đó thì kéo ngược vị trí của BDD, à nhầm Chovy về, Chovy mất một đợt lính rất to. Chovy EQ nhưng chưa kịp EQ lần nữa thì đã chết rồi các bạn ơi, mất một đợt lính cực kỳ khủng khiếp khu đường giữa. Tính như hai mid chết thay phiên nhau thôi hả? Một tiếng trở lại khu đường giữa đến từ Lee Sin, bị dính ngục cổ ngữ, bị dồn sát thương, bị làm choáng, bị kéo ngược trở lại bởi Blitzcrank là có thể lên bảng đếm số. Kéo chúng là chết, kéo chúng là chết. Tốc biến để né cú kéo vừa rồi, đó là tiếng cố gắng rút lui đến từ team Sọp. Sọp tanh trụ, sóng ngâm vừa cước vào, dồn sát thương với tiếng đánh ngất ngư, đó là 4 stack ạ. Sọp quay ngược trở lại, bị dồn sát thương 7 trụ và sau đó thì có mạng dành cho Blitzcrank của Able với một cú thiêu đốt. Sọp không nhặt được cái xác rồi, cái xác nó quá xa và Sọp không có gì để chạy cả, Sọp đứt chạy, Brom đánh với hai bùa rất đau. Tốc biến đánh tay nó sao không đúp, không có gì đúp cả, không có mắt để đúp, không có lính để đúp, đúng hơn mắt không đúp được. Tốc biến dứt điểm nó con Brom thần, con Brom gì anh em. Brom này nó thôi, Brom chuyển sang lên đam đi ông. Con Brom này build mũ phù thủy được rồi anh em ạ. Hai bùa cứ liên tục vào mồm thôi. Ai à, kéo. Không biết kéo cái gì luôn. Blitzcrank xe độ, Blitzcrank Raising Boy anh em. Zik lại muốn nước mắt nó đi farm bot rồi anh em. Đít lại có cái gì nó nổ tròn tròn đấy anh em. Một tiếng gank cần thiết đến từ Sọp và Keen đã chết khi không còn spell để chạy. Sọp sao các bạn lên 6 kịp không? Không kịp, không kịp, không đủ XP rồi. Vào luôn anh em, vào luôn. Mớm cái mạng tận mồm, Sọp hồi máu đắc thắng đi ra được. BD chịu khó tí nha, BD nha. Hiện tại đang là tầm 20 CS nhưng mà đánh vẫn ổn nha. Thôi né con Brom ra ông ơi. Brom mua giày cơ động ramming luôn rồi. BD chờ lên 6 lấy chiêu cuối của Lee Sin solo thì được. Lấy chiêu cuối thì Rai không khỏe anh em ạ. Keen chết là một gây to nhưng mà Rascal lại không dám ăn một lớp giáp trụ. Mất rồng đầu, mất sứ giả, nhà mất rồng đầu, mất bùa đỏ. Hơi khó về rồi. Ui, thêm con Brom nó cứ ra mít nó ngủ thế này thôi. Tội BDD thật sự ạ. Đại băng tiễn từ xa nữa. Ồ, mít bạc tì à, mít bạc tì à. Một tiếng kéo đến từ Blitzcrank của Able, sau lên bảng đếm số nộ lông cước từ chối giao tranh đến từ Lee Sin rồi. Khó quá. Bắt đầu mít đánh Aram rồi anh em ạ.
Con Brom bây giờ. Con Brom phong cách carry anh em. Brom nãy giờ ramming cũng chỉ level 4 thôi anh em ơi. Cũng đang có shutdown và mua đồng hồ như này nữa. Đồng hồ đến mua hay là từ bảng ấy nhở? Đồng hồ từ bảng anh em ơi. Tình huống tranh chấp sứ giả, nhưng mà đây là con Brom với Lee Sin anh em ơi. Dịch chuyển có vẻ là hơi trễ, đến từ ai đó, đến từ Zik của Wayne. Wayne có siêu bom để cùng một tiếng chiêu cuối vòng xoáy không gian đưa Châu Vi cộng với nào ai đó đến. Thôi tội nghiệp cho Ad quá các bạn ơi. Game trước thì bắn sọc với cả Faker không triệt phát nào, game này thì bị cái vòng xoáy không gian của Châu Vi đưa vào một góc chết. Sau đó thì lên bảng tất cả đó là ba người ở đây, một vòng xoáy chết chóc. Có sứ giả có đáng không đấy? Tình huống cướp rừng đến từ sọc. Sọc còn trừng phạt không vấn đề gì cả. trên từ Busan này anh em. Vòng xoáy của Closer hả các bạn? Vòng xoáy Closer mùa xuân rồi anh em ơi. Able vẫn đang tích cực ramming với một cái thú săn mồi, nhưng mà di chuyển như này có chết trong đây không sợ. Vấn đề là đây có sọp. Vấn đề là đây có sọp, một tiếng kéo xịt đến từ Able và chắc là Able sẽ bị dồn sát thương nhưng mà không chết. Chuyển dạng bắn cầu sấm rất nhanh đến từ vị trí của Rascal. Mạng đã có rồi, sọp nhặt con dây lên đấm tiếp. Tử chiến 500 hiệp. Một tiếng chiêu cuối đến từ sọp, dồn sát thương nhặt thêm con Brom lên. Ôi con Brom này xanh các bạn ơi, con Brom này xanh các bạn ơi. Con Brom này khỏe các bạn ơi. Châu Vi lên quá trễ và lại trễ chuyến đò rồi. Châu Vi bị trễ chuyến đò cho tình huống di chuyển lên cánh trên và BD lên để cover cho Sop trong việc rút lui. Sop đang cầm một con Lee Sin tướng tủ của Sop. Tai trụ này là không đây, sóng âm trượt, té thôi anh em ơi. Khỏe quá, tự nhiên là nhặt được con Brom này khỏe quá anh em. BD comeback rồi. Đỡ vã rồi. Billy comeback với 3-3-2 KD anh em ạ. Có đồ rồi, có tí tiền rồi, là khát bọt ngay. Kin đang là người rất thọt. Sau 3 lần nằm xuống, hiện tại thì Kin đang thua hơn 1.000 tiền so với lại vị trí của Rascal. Và đang có một tình huống đổi len nhẹ ở đây. Brom ramming rồi. Brom của Kaling có quyết định ramming một cú đi lên cánh trên cover cho Vi rồi. Đứng dưới cho con Ad vẻo zig farm lẫn nhau thôi anh em ạ. Con Ad với con Zik farm lẫn nhau như này thì thôi. Team sọc quá lời luôn. Giờ hai sub ramming con Brom cũng nguy hiểm, nhưng con Brickrank giờ kéo trúng một đứa là chết đấy anh em ạ. Sát thương dồn của đội hình này nó khá là khó chịu. Lee Sin xuống kiếm Zik, dính đại bằng tiễn rồi. Gói chất nổ. Né sóng âm cái nhẹ quay lại quăng siêu bom địa ngục luôn. Hồi máu đến từ Ad outplay cái nhẹ Lee Sin KS bằng một tiếng E. Cánh giữa có phản công đến team sọc. Brom đang bấm đồng hồ để câu giờ. Tốc biến của Brom còn cú kéo chuẩn trúng Châu Vi ạ. Brom chạy được Châu Vi thì không. Châu Vi không có tốc biến, sọp nhặt được xác của Châu Vi hay không? Đây nhặt được các bạn ơi. Bắt buộc phải có người nằm lại trong pha vừa rồi. Brom bấm đồng hồ thì người bị dính kéo đó là Châu Vi. Trở lại kèo đấu đường trên thì hiện tại Rascal đang là người thắng hoàn toàn với cái phong linh này luôn. E phong linh bắn kích nội tại sẵn sàng tấn công cái là lời đam rồi anh em ạ. Bắn quy trượt rồi, ok. Té, né nhẹ quả cầu sấm đến từ Kin. Ủa, lỗ đạp không? Sọp sẽ chuyển xuống cánh dưới nhưng mà trụ thì chắc là giữ không nổi, nó thả sứ giả đang trụ nhưng mà sọp mất máu nhiều quá. Ui, sọp vừa mất flat ạ. Sọp mất máu rất nhiều và hiện tại thì tranh chấp rồng sẽ là điều tương đối khó. Cánh trên vẫn đang có tiếng lườm nhau nhẹ đến từ hai top lane. Cầu sấm trúng lính lẫn người ạ, lướt truy cung diệt tận và còn phong linh còn truy cung diệt tận nhưng máu mất đi là tương đối nhiều. Kin sắp hồi chỉ thiên. Kin hồi chỉ thiên là solo kill được, thanh trừng đưa ra mang tính chất khép góc sau đó rút lui mà thôi. Phong linh. Né nhẹ quả khẩu sấm. Sọp đang lên, sọp bỏ rồng lên trên cánh trên rồi. Sọp cũng không có định về nhà regen luôn. Kin cũng quyết định là đẩy nốt sau đó thì về. Ash còn đại băng tiễn không? Không. Ash không cooldown kịp chiêu cuối. Rồng team 2 không ăn luôn. Ô sao mấy thích nghe không ăn rồng ta? Phải đấy sọp mất flash mất máu rất là nhiều luôn á. Lại kéo trúng ạ. Ồ, Châu Vi lại chết rồi. Đó là một tiếng Châu Vi bị dính kéo thêm bởi vị trí của Able. Cái phong độ kéo Châu Vi của Able đang là khá tốt. Kéo người khác thì thấy trượt hơi nhiều nhưng mà kéo Châu Vi thì thấy khá chuẩn. Sau di chuyển vào cướp rừng của Lee Sin. Lee Sin hấp huyết cộng với sắp giáo dìu đen rồi kìa. Ngoài con Lee Sin này xanh đấy chứ các bạn. Tính ra con Lee Sin này xanh vãi nổi luôn, 6k 1 tiền ạ. Hơn tiền sọp luôn. Tầm 100 tiền.
đứng dưới là solo 1v1 giữa Kin và vị trí của BDD. BDD chờ hồi đối vương lại solo dưới trụ rồi, khó chịu hết lính. Đứng giữa Zik lại bị đơm rồi, tốc biến còn đến từ Zik. Ad đang truy đuổi với tình huống tốc biến được dùng để né phán xạ tiễn hay không đấy, kéo chúng và cover rất hay đến từ Blitzcrank. Quang siêu bom định ngục sọp đang đến khá gần, able tốc biến chạy. Sọp bị dính nội tại đến từ Brom, đang cố gắng té thôi, sóng ngầm trúng vội cước vào đánh tay. Hộ thể tìm kiếm Zik của Wayne, Wayne tốc biến chạy rất nhanh, né sóng ngầm không được lên bảng. Cánh này thì sọp bị stun, sọp tung chiêu cuối của mình vào hay không đây, tung chiêu cuối vào một tiếng tốc biến đập mặt đến từ Ad. Sau đó thì sọp chiêu cuối chạy được tiếp không bị làm choáng lại và lên bảng rồi. Hai hỗ trợ đang solo, cú độ đông cước đẩy vị trí Rascal với góc rất tệ, Rascal lướt thẳng vào trụ đâu lên bảng điểm số á. Chắc là chết able luôn rồi các bạn ơi. Brom hồi quy không? Không có đủ mana để quy. Cầu sấm trượt rất công kênh ạ, vẫn đủ đam ạ, Brom lại KS rồi ạ. Hay troll thì phải, sao Rascal làm gì mà TP ra lướt thẳng vào trụ chết thế kia không? 15-16 đang thua tần 2k đây anh em. Thua hai rồng, thua hai con rồng này thì cũng chưa đến mức nặng lắm. Vì map này là map gió anh em ạ. Solo 1v1 kin chơi full dam ở hai dạng. Nhưng mà một khuất lính rồi, chuyển dạng búa thôi, chơi dạng búa trước rồi chuyển dạng súng sau cũng được mà. Ôi đi cái đường này về hơi tà nha, đại băng tiễn trượt kìa. Uầy. Uầy. Tỉnh vậy. Linh cảm của một người lính này anh em. Kéo chúng và xa thủ đối phương, Abel quyết định đổi mạng với lại con Ash của Joan Xuân Toan. Và sau đó thì siêu bom địa ngục trước khi chết. À không, đó là tình huống siêu bom địa ngục của Zik. Sau đó thì đổi mạng, bị đâm sâu và chết luôn rồi anh em. Đổi mạng này không lời lắm thì phải. Bị đâm sâu chết chung với lại vị trí của Abel. Zik bị trụ bắn là hơi đau, vòng xoáy không gian. Bên phía cánh kia sọp đang băng trụ nhưng bị trụ bắn chết. Một tiếng gói chất nổ và Chovy tốc biến upline gói chất nổ đối phương. Sau đó thì cánh sau là một tiếng thảm sát diễn ra, bị quét sạch rồi các bạn ơi. Dây của Kin đang cố an trụ, sau đó có một cái TP, có một cái TP ra phía sau đến từ BDD. Able đang gìn giữ ở đây và tốc biến còn, nhưng liệu rằng Kin hơi khó xử lý rồi. CC là rất nhiều đến từ cú bắt, thêm một cú kéo nữa. Full combo của Silas. Có một mạng ngược lại cho team Sọp nhưng mất trụ 2 dưới bot rồi nha. Mất thêm cái trụ 1 ở mid nữa. Nãy giờ Ash đã không được chơi điện tử. Nhờ Chovy thì đã xanh lại. Và con Lee Sin thì nó hơi thần nữa, Lee Sin sắp 3 đồ rồi anh em. 16 phút xách ra 2 đồ rưỡi. Thú săn mồi được kích hoạt và Blitzcrank của Able chưa đưa ra cú kéo. Một tiếng kéo trong lúc bị đại băng tiễn nhưng kéo trượt, lần này kéo trượt mất rồi. Sóng âm đã trượt đến từ Lee Sin, Sọp đang là người bị tấn công, trả lãnh thổ xương đen rút lui rất nhanh. BD đang đẩy cánh dưới, Kin vừa hồi sinh nhưng không có TP. Nhìn có Lee Sin 2k máu hơn này, với cả sát thương như thế này thì hơi ngán. Bên kia đội hình này bắt lẻ cũng khá là ngon nha. Có Brom, có Rai, có Ash, có Lee Sin, có Zay, sát thương được mục tiêu là rất là nhiều. Sọp đã đứng chờ ở đây nhưng Sọp phải check và hơi ẩu. Sọp bị dồn sát thương bởi cả Zay lẫn Lee Sin nhưng Sọp trừng phạt hồi máu lại siêu bom địa ngục. Lee Sin đang có rút lui. Một tiếng lấy chiêu cuối của Zay không hiệu quả của BDD rồi. Cánh trên thì Brom vẫn đang di chuyển cắm mắt làm cái gì ở đây không? Chuẩn bị Baron hay sứ giả? Bỏ rồng chuẩn bị sứ giả rồi. Lee Sin mất nội long cước để rút lui, quả cầu sấm check khá tỉnh của Kin. Rascal quyết định té thôi. Cần người về defense trụ 2 trên top nha. Có ý định bằng trụ, Rascal có một tướng dính cầu sấm rồi, Kin khá tỉnh. Nếu như mà E lên thì sẽ bị phát hiện vị trí. Quyết định như thế nào đây ạ? Quyết định hai anh em nhà Gen Z là như thế nào đây ạ? Quyết định bằng trụ luôn. Đấm ná một hồi bằng trụ luôn. Ồ, mất thời gian thế nhở. Cánh trên thì Sọp vẫn giữ được bùa xanh thì phải. Nhưng mà mất sứ giả. Rascal về TP lên thì sao? BD không có dịch chuyển. Kin cũng vậy. Kin bị giữ chân lại đường dưới. Đường giữa tôi vừa thấy Ad mất flat ạ. Able đã có một tiếng đổi flat với cả Ash của Ranratran. Đây là ai ta? Đây là xạ thủ FPL hả anh em? Cú TP được dùng đến từ Chovy. Vòng xoáy không gian còn và Chovy đang bước lên rất cao để tìm kiếm BDD. BDD có đường về không đây?
Siêu bom địa ngục lấy tầm nhìn, BDD quyết định là như thế nào đây? Bắt ngược trở lại đến từ vị trí của BDD, tốc biến vào cỏ thoát tầm nhìn và sau đó thì phản công ngược trở lại. Gói chất nổ đưa ra nó hơi mù mắt, băng địa chấn cũng vậy, sọp vòng ra phía sau trụ và sau đó thì sọp đâm thẳng vào, chốc biến được dùng để rút lui đến từ cả Brom lẫn cả vị trí của Kin nữa, nhưng cuối cùng thì Kin vẫn phải lên bảng. Chovy trong những nỗ lực của mình đã kéo theo được BDD, nhưng trụ đường dưới thì đã mất. Boss party rất căng. Một đổi hai, một đường đơn đổi hai là lời rồi, BDD đổi cả Chovy lẫn cả Kin ạ. Giữa hai đường đơn đối phương đã chết. Zig di chuyển phay check, quang quy check cực kỳ tỉnh táo. Sóng âm đã trượt rồi, tiếng vòng ra đến từ Blitzcrank của Able và kéo được không đây. Bật Surelia lên đại băng tiện bắn trúng vào Lucian của Rascal bên phía cánh kia. Lee Sin nộ long cước rất điểm thành công được Zig, sau đó thì làm một tình huống Lee Sin chắc là bị shutdown rồi. Mạng là 600 dành cho ai? Dành cho Zig. Tiếp tục nhặt xác của Lee Sin lên, đưa ra cú sóng âm vội cước vào đến từ sọp. Một cú siêu cuối nhắm thẳng vào xạ thủ đối phương nhưng bị làm choáng bởi nội tại của Ram, bắt buộc rút ra bằng một tình huống bóng vô đặc ám và sau đó là một tình huống bắn liên tục kéo vào lính rồi. Quả cầu sấm rất đau đến từ Kin sau cú dịch chuyển và sọp còn tốc biến để né chỉ thiên. Blitzcrank của Able thì chắc phải bỏ. Kin chưa vào đủ tầm để chỉ thiên, tốc độ di chuyển là khá nhanh ở trong lãnh thổ xương đen và cầu sấm là như thế nào đây? Cầu sấm qua cầu gia tốc trượt đã sọp rất tỉnh ạ. Uầy, thế mà không flash ạ. Lỡ trúng thì sao anh em? Lỡ trúng thì flash thôi anh em. Đang cố gắng hồi máu lại từ người đá nhưng mà chắc là không ra Baron được, không ra rồng được, mất rồng 3 rồi. Kin lại di chuyển vào úp sọt nhẹ con Viego ở đây. Sọp di chuyển phay check sọp còn trừng phạt, chọc quy rất tỉnh ạ. Thấy hai stack của chinh phục ở đây là hiểu rồi đấy. Kin cũng không có định đấn ná đấy quá lâu. Kin cũng chỉ đứng úp sọt nhưng mà bị phát hiện nên là thôi, té thôi anh em. Dấn vào đấy mà ăn bùa đỏ với sọp là đi luôn đấy. Thì vẫn căng, 22-24 và thua tầm 2k tiền. Lucian 2 đồ và thêm cả Silas 2 đồ, Zig 2 đồ, Viego 2 đồ. Sau đó ôm tầm 1.800 ạ. 1.800 thì chưa về mua đồ được rồi. Và giờ về thì chắc là cũng chỉ mua được chắc là khó về rồi anh em ơi. Chắc là khó về rồi, tốc biến đã được dùng, dính xong cơm vội cướp và lên bảng rồi. Một tiếng quét thấy nhưng mà sọp xuống hơi vội trong tình huống đánh hạt thông nổ rồi. Thanh trừng ngược trở lại, tốc biến qua trưởng đến từ Chovy. Trưởng sát thương là rất nhiều, một tiếng kéo làm cái gì đây? Ôi trời ơi, kéo cái gì đây ông ơi? Zig tung gói chất nổ để chạy, sau đó thì hộ thể theo đến từ Lee Sin, hạt thông nổ. Triple kill cho Chovy. Triple kill rồi anh em ơi. Salad của BD chết mà không kịp trùng chung cuối luôn à. Toang luôn rồi, mất Baron luôn rồi anh em à. Sọp quét hơi trễ, thực ra này pha đấy mà tựa tay nhanh hơn não anh em à. Phải đây quét thấy là không xuống đâu nhưng mà vừa quét vừa đánh hạt thông nổ. Chiêu cuối chạy không nổi luôn ạ. Chovy nó giờ nó dí theo chạy không nổi. Mà con Ryan cỡ nào 23 phút vẫn 3 đồ anh em à. Khỏe thật sự ạ. Bắt Chovy được không? Siêu bom địa ngục, Chovy bấm đồng hồ để thoát khỏi sát thương đến từ siêu bom. Một tiếng thanh trừng khép góc hoàn toàn. Và Chovy đã chết rồi các bạn ơi, mạng shutdown 700 cho BDD. Một tiếng đẩy đến từ Baron sẽ bị ngăn cản và BDD liệu rằng có đủ sức để solo với Lee Sin hay không? Đây một tiếng hồi máu 500 máu đến từ BDD được hồi lại. Bấm đồng hồ đấy không? Bấm đồng hồ hồi đồ vừa kịp. Và tôi nghĩ là Lee Sin. Quả Lee Sin càng thế, không cho đồ vương luôn nữa, hộ thể nó chạy không cho đồ vương luôn nữa. Nó sóng âm ăn mạng luôn nữa. Wow. Có mắt rồi, có mắt rồi, có mắt rồi, có mắt rồi. Một quả cầu sấm dằn mặt này nhưng mà trượt. Solo luôn, solo luôn. Sát thương là rất nhiều với ba đòn tích tụ, tốc biến đến từ vị trí của Kin. Đó thì cũng thả diều quá tốt nhưng mà sau đó thì như thế nào đây? Lướt và BDD có mạng. Double TP đến từ cả Wayne lẫn cả BDD nữa. Solo căng thế. Nếu như pha đấy mà không có khung phong linh là chết rồi nhưng mà đường giữa là tiêu kéo xịt. Able hơi hơi thiếu độ chuẩn xác cho tình huống kéo gần đây trúng với Ash. Thì nãy giờ chỉ kéo được Chovy là ngon thôi anh em ạ. Nhưng mà tốc biến ở cự ly như vậy thì Ad đã về được rồi. 5v5 dàn trận ra, bắt đầu PK. Một tiếng lướt lên đến từ Rascal nhưng mà chỉ làm chậm đến từ Thương Phục Hận và không có thêm CC. Quả cầu sấm trúng vào người của Wayne. Blitzcrank Able kéo lọt khe và sau đó thì mất máu đã tương đối nhiều. Lee Sin găm sóng âm chắc chắn là vội cước vào rồi. Một gói chất nổ upline sát thương đến vội cước nhưng vẫn đủ đam đến từ Lee Sin. Sau đó thì Lee Sin yếu máu bị chiêu cuối theo bởi sọp. Loa lên bản đến số sọp nhặt được con Lee Sin. Sọp nhặt được con Lee Sin 13 xác ở đây và tiếp tục quẩy đến từ sọp. Sọp có thêm một mạng nữa và tiếp tục đấm vào BD lại có mạng rồi. Chovy yếu máu không có đồng hồ để chạy và đó là 1 2 3 4 ba hạ gục. Một mình Kin là người giết sống sót. Kin quyết định qua ăn rồng. Trong lúc đó thì team sọp quyết định là một toán đẩy lên cánh mid, một toán đẩy về khu hang rồng với BDD. Kin đã không thể nào ăn được rồng rồi và Kin lộ diện ở khu cánh dưới. BDD quyết định quay ngược trở lại khu cánh dưới để bắt BDD, bắt Kin.
Toán ba người đẩy vào đứng giữa đã đến trụ ba rồi. Kim liệu là có về được hay không đấy ạ? Một tiếng núp sau lính để né một cú bắt át đã có dấu hiệu AFK. Một tiếng băng trượng giữ chân tốt đổi dạng đến từ BDD hay không đây? Quyết định bắt vào lính sau đó tiếp cận đổi dạng vào và sau đó thì quật liên tục với tiếng bấm đồng hồ. Và đó sẽ là tình huống solo kill chăng? Blitzcrank đã xuất hiện rồi và đó là mạng dành cho Kim. Cánh nhà trong thì tôi để xem pha end game đến từ ba thành viên còn lại. Ba thành viên còn lại đã tiếp cận thành công với trụ bảo vệ nhà lính rồi anh em ơi, một trụ bảo vệ nhà chính luôn, hai trụ bảo vệ nhà chính luôn, end game trước khi team kia kịp đi ra. Kim về không kịp để defend. Phá nhà rồi các bạn ơi, phá nhà thật sự. Pháo đó thì tốc biến độ long cước rất cục xúc đến từ vị trí của Lee Sin, nhưng cuối cùng thì team sau vẫn thắng. Thắng rồi anh em ơi, vì là nhà chính như này là để rồi. 29-32. Đánh một hồi vẫn win mà. Nãy thua tầm có lúc thua tầm 8k anh ấy. Lee đánh rất là hay nhưng mà không thể nào thắng nổi. Đánh thế nào mà ông Lee Sin ông ấy đổi mạng với Blitzcrank là dở rồi anh em ơi. Pha cuối của Lee Sin nó chết, pha đấy nặng quá. Pha đấy con Lee Sin nó chết xong sọp nhận được con Lee Sin nó quẩy bánh chanh luôn. Một năm bốn chín thì thực ra vẫn top 6, à thêm top 5. Vẫn top 5 thôi anh em ạ, vẫn trên honor thôi, nhưng chưa đủ điểm để lấy top 4 của JK. Cần một game thắng nữa nha, nãy tôi bảo mà cần hai game để lấy top của JK. À lấy top của Kuma thì hơi khó, tầm 1600 thì hơi khó. Một game nữa là lấy top 4 của JK rồi đấy.